Và bây giờ thầy và các em sang một số ví dụ. Ví dụ 1 của chúng ta là tìm một số biết nào 1/4 của nó bằng 2 nhá. Chúng ta sang phần ví dụ 1 này. Câu A này, 1/4 của A thì bằng 2. Thầy đặt tên số đó là A, là A được chưa? 1/4 tư của A là bằng 2. Vậy suy ra A bằng 2, chúng ta chia cho 1/4, và đây chính bằng 2 nhân với 4/1, và đây chúng ta bằng 8 thôi. Được chưa? Tiếp theo nè, 1/3 của nó bằng 7/5. B nào, chúng ta có là 1/3 của B thì bằng 7/5. Vậy thầy suy ra ngay B của thầy, các em có thể viết xuống đây cho các em, B của thầy bằng gì? Bằng 7/5 của chúng ta và chia cho 1/3. Đúng nào? Và 1/3 đang là hỗn số, chúng ta đổi về phân số thì chúng ta bằng 7/5 chúng ta chia cho 4/3. Và bằng 7/5 chia cho 4/3 tức là bằng 7/5 nhân với 3/4.